nhận được tin nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh từ trần lãnh đạo các nước brunei darussalam singapore thái lan và hàn quốc đã gửi điện thư chia buồn tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ nhân dân việt nam và gia quyến nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah đã có điện chia buồn tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện chia buồn, quốc vương tin tưởng những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho hòa bình và ổn định của đất nước sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ. Tổng thống Halima Yacob nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Singapore và Việt Nam, trong đó có việc xây dựng khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đầu tiên năm 1996. Dự án đã trở thành biểu tượng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong điện chia buồn, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o khẳng định vai trò của nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Thái Lan và Việt Nam tổng thống hàn quốc moon jae in đã gửi điện chia buồn tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tổng thống moon jae in đánh giá cao sự đóng góp to lớn của nguyên chủ tịch nước lê đức anh đối với quan hệ hữu nghị hai nước hàn quốc và việt nam nhấn mạnh sự nghiệp và những cống hiến của nguyên chủ tịch nước lê đức anh sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước